chia thân thì chị sẽ rất khách sáo với mất cả lời nói. Ông nhìn là chị có 2 phút. Nghe cái nó mang kinh tế quốc dân nghe biết lắm chị ạ. Không, mình đem phải đầu trường. Không, 2 phần bằng đấy. Nhưng mà có thể đăng ký với làm những giờ mình có thể thi không? Không, thường thường bây giờ em học ở trường này, ví dụ em học trường em. Nếu mà em có thể thi hai bằng chứng chỉ thì em học chứng chỉ một lúc được, em học chứng chỉ luôn. Em học hai trường một lúc được luôn. Hai bằng, ý là sang đấy học nhưng mà không cần phải thi. Có phải thi vào? Thôi có phải thi đầu vào với thi bình thường. Thế em học hai trường một lúc được rồi. Và chị đang học ngành này, chị học các ngành khác ở trường chị được. Thì cũng là gọi là học hai bằng bằng. Trời ơi, cũng có học hai bằng bằng. Gì nhỉ? Mày nhắn. Chị thấy căng các bạn nhé. Chị căng các bạn tay cùng quá. À đâu? Ý là sao? Căng tay. Chị nghĩ là kiểu bao lâu thôi mà. Chị là các bạn bấm lên mạng. Đấy, em số bị xước này xong cắt bừa đi. Xước. Đấy bảo là à để em phải cứ mở khoảng 100. Em không biết được mặt. Hết các cột. Không phải đâu, không phải đâu. Không có hồn nào phải đứng xoan đi. Giờ để lao đó, xong ra cái quán ở bên đấy đó, ăn một bát bún. Ừ, có giới không à, ăn đến đêm có nhiều mà, đêm mà đói lắm thì cũng ăn. Vậy mà ăn đi vậy, chị ăn hơi bị nhiều em ạ. Sáng nay chị đá bún bò 30 nghìn. Chị làm ăn được cái gì? Chị ăn bún một tháng, chị ăn bún 20 nghìn. Trời ơi. Ừ, 20 nghìn đó, chị ăn bán 25 nghìn. Cái gì đây? Matcha trà xanh à? Man hin t r o chui en. En hap tin nan v a nan enter de gu. Trời ơi, chưa một giờ em ăn cơm. Thế là
xong ăn xong là ăn ổi, nên thì ra là bị đầy, kiểu như kiểu mình ăn nhầm nó vẫn còn no ấy. Không lại thấy là nay tối chưa ăn. Đấy là không thì ăn sáng, không thì ăn ổi, không cúi. Chị còn hàng gói em lấy lên. Chị ơi hả? Nhà có hai đứa, một đứa ở một đứa ở phòng, một đứa ở phòng. Ơi giờ khổ lợi cho mình. Không bao giờ thấy được như nhau. Ai em ở mình phòng không buồn. Giờ thì em đi làm cả ngày á, sáng đi làm, chiều đi học, tối đi làm, thời gian ở phòng ít lắm. Ô bọn này làm gì trước cửa nhà mình? Kiểu cái vụ ở Mỹ Kỳ lên đến 17.000 người rồi. Sợ đất chết thì đúng. Ô kiểu do các mảng kiến tạo nó di chuyển ấy. Chào mày nói chị mày đã. Chào nào. Mất chào. Ăn ngon lắm. Không, bên trong nó còn ngọt. Đây là người cũng rất là không thích ăn đường, là uống đồ ngọt đấy. Cái gì quá đường lại không thích. Nhờ kiểu bánh kẹo hay là kẹo tôi cũng chả thì vẫn thích đúng không? Có lại thế mà chứ. Mai đơn thì chuẩn bị chị lên đi đâu nhỉ? Mai đi chơi người yêu gì? Chị lên đi một mình. Con nhớ chị đi với anh em họ hàng. Mai đi ăn nào? Rảnh thôi em. Mai đi ăn đi. Tối mai chủ nhật. Tối mai làm gì đã chủ nhật, tối mai thứ bảy. Tối mai là chủ nhật. Tối mai là chủ nhật. Đi. Ăn gì? Ăn nghèo à? Ăn gì? Em lên quán còn ở gần đây. Ăn gì nướng hay ăn gì? Ăn gì rồi? Kiếp ăn nướng hay xoăn đấy? Chị đang nghèo em ạ. Em đang nghèo. Hoặc là chị có tiền cho mình được vay trước, đi ăn nướng được. Ừ, mỗi giờ. Đi ăn nướng rồi. Mẹ lấy lương về rồi trả. Hôm mai đi ăn nướng đi. Ừ, ăn nướng. Ờ, 38 Vĩnh Hưng nào. Ngon. Ngon không? Ngon. Giá cả cho mình. 139 nghìn. Ừ, ngon lắm rồi. Tổng giá à? Ừ. Giới tiền có tiền. Giới tiền có tiền. Ok mà ăn xong. Còn tiền chỉ để còn mấy chục ấy. Chưa đến 100 chỉ để tiền để với trang này ăn. Em sẽ cố gắng, mà em sẽ cố gắng nhịn để tối ăn đồ. Hôm nay kiểu là nhân bún ấy, xong kiểu ra tài khoản có 53 nghìn không thể làm được. Ăn đi. Này gái, chị ăn xong chị nóng hết ruột đi Trang ạ. Ở chị đây. Ăn cái này không ấy. Em giấy nào? Mà đi xe, lại tối mai là có xe đúng không? Thế em ăn, chị đẹp, chị đón không? Rồi em đi bộ ra, có anh được mà. Em gần vào Nguyễn Hương à? Đi Bắc ấy. Em là 126. Em nhưng mà lúc đi em về em sợ vãi. Ăn thì mấy giờ? Không nhớ được. Để chị đi cùng. Nhưng mà đến đâu rồi nhỉ? Chẳng nghĩa ra đến đây à? Em phải trang Google Map. Chị không là nó bạn em chở đi. Đây nhà em xem mà. Đây em. À. Hai đó là cái phải. Đây nhà của dân mà. Chê Tao Sudan Khan TRO Chuột Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Anh ông này, ông đi. Nóng quá. Anh cứ trả thù với anh như thế. Ngon. Cơ cay ngon. Sao nó sợ trong nước? Dê bây giờ đi ăn nướng hơn vui quá. Dấu từ hôm em. À không. Em đi ăn nướng hôm 9 tuổi. Đi ăn nướng chủ nhật là đi ăn lẩu ở đây. Chị là thằng quá rồi. Này em nhờ. Em còn bảo em lấy lương phần tôi chẳng tiền với em. Chị nay đi ăn hôm qua chị nhờ bạn chị cho vào hộ. Mua tiền, cái kìa rồi. Rõ là
con đấy tự nhiên nó rủ em bực cả mình, bảo là để chưa về để dành bụng ăn chưa về đỡ buổi trưa mất thêm tiền ăn, chưa được về đỡ phải nấu hết giờ lại nấu. Ừ, gì nhở, chiều nay em nấu cơm, em ăn cơm cả ngày. Em nấu ăn món gì? Em nấu thịt cà chua, thịt băm ấy với cả nấu cà chua với cho ít đậu cu ve thái nhỏ. Có cà rốt nữa thì ngon. Nó rất là màu sắc luôn nhé. Nhưng mà không có cà rốt. Anh chỉ có hơi màu cà chua thôi. Cà rốt. Các bạn chị mua chị ăn. Mời của cà rốt bác chị ăn. Ai nó sáng hát. Em chẳng biết là cà rốt có sáng mắt được kẹo nào không. Thế là mình có. Sáng nay cái chị mà ngồi cùng em ngồi bên cạnh ngồi nghe chị đấy. Chị đấy sẽ làm gì không? Không phải gì ạ. Vậy ạ. Chị thì tóc ngắn ngắn đi. Ngắn ngắn. Nó xinh cực. Ta tính mà. Không. Nó xinh ngắn. Tại vì gặp mặt cũng gần. Mình nói rồi. Xây nhà thì gì cũng đấy. Cay nhỉ. Ăn nóng hết rồi chưa? Em sao mà em có thể yêu cái nhắn tin bình thường đấy chị ạ? Ừ. Hôm nay lại nhắn chưa ạ? Hình như hồi lại nghe này. Tôi giỏi và đó mình nhận đồng. Em thật sự. Kiểu em chả giấu ấy. Cả cái gì giấu mình cũng sao. Có gì thì muốn thì cứ vào mình đọc. Ơi mà anh nhớ của em đi mới chưa là sống tốt đâu. Không biết cũng hiểu nói sao thì em không biết. Thế rồi à? Thế rồi em nghỉ cả ngày. Dạ. Thế rồi em nghỉ cả ngày. Còn sửa đi học mẫu ca sáng. Thế rồi ừ, cuộc sống có nhàn nhã. Hay là các chị em ê, kể ra em lúc hai em về quê nhỉ? Ừ, tận mấy ngày rồi. Chị nghỉ mấy ngày rồi đó. Nghĩa là chủ nhật chị học mỗi buổi sáng. Mẹ dính tí buổi sáng, thứ hai học. Thứ hai là học online. Chiều mai phải học on. Bật lên. Học tiếp. Thuận ngày hôm nay gửi cho cái em. Oh. Chê tao. Thuận mở đúng không? Sudan con tro chuột ho si nut tab de chan fan tu. Sao mới giữ được cái này? Nó cắt tao áo rồi. Ốc quán của cần nó mẹ giới thiệu có ốc phiên trước không? Có cho sữa. Ui, cho sữa. Với lại coca. Nếu mà ấy kia được 20 nghìn. Em không uống được coca. Ừ, có trà đá đấy. Trà đá 5 nghìn thôi ạ. À, 10 nghìn đúng không? Nó tính theo một cái ca luôn đấy chị. À, đúng là trà đá. Nếu may một trà đá sao rẻ. Xin bên nhà. Sinh viên nghèo đầu tháng. Can gì? Có lương thì trả chị. Để cho. Bây giờ em tiền thì em cũng có, nhưng mà tiền thì nó khó. Nó mất đúng. Kể không, kể mà không bị mắc trả nợ thì mình vẫn có tiền tiêu ấy. Hôm qua em vay đợi nhà em hai rau hở. Một cái hết. Không biết tháng đi lấy rồi, không biết đến hai người lấy rồi bao nhiêu tiền. Bãi trưởng chị toàn nghỉ chứ rồi. Trang hy vọng 1 triệu. Em phải cố gắng hy vọng. Trang là chắc tiền cổ rồi. Tiền cổ gì? 2k mà. 2k. Cái này tiền thắng thì mình em có lấy về em cũng không được tiêu. Mình được tiền đóng học. Đi trả nợ hết mẹ rồi. Rồi chị nợ nhiều quá. Dạ em chị ăn sao tiền ăn tiền nợ bạn tiền đi ăn mấy lần rồi.
giàu tới mức mà nó bảo là vay bọn nó chục triệu, mấy chục triệu một lần cũng được. Sai. Tuyệt vời đấy. Chết, mở không dám vay. Nó bảo là cứ vay thoải mái đi, nó có dùng bao giờ đâu, nó để đấy có. Sao lại không dùng bao giờ? Tại vì nó gửi cho Momo ấy, à. Là khoảng mấy chục triệu ấy, còn lại là nó cần dùng tài khoản của Momo ấy. Wow. Nhà thứ rộng, nhà đúng đúng kiểu nhà con nào rồi. Mình là con nhà chính cống nha. Chuẩn bị ta tối nữa thì chết. Đừng mà trang. Đừng mà thế em. Em đang mong như thế, đừng có nghỉ. Chúng ta là có mắc con là tính chống việc. Mày thế. Một người bận bịu trưởng thành. Không thể trưởng thành đâu. Em thì trưởng thành ra. Ý là trưởng thành trong ví dụ kiểu mình bận rộn hơn, mình phải làm việc ấy này kia à. Thế rồi em hơi là giặt đồ ấy. Mấy hôm trước có nghĩa là giặt cái áo phông ấy, áo cộc tay ấy, màu trắng phơi ở ngoài ban công, mà hôm nay lục tổ em nghĩ em cho vào rồi nhưng mà không thấy mất đâu rồi, cho vào gió đâu ban công. Mẹ phải đi đặt má hết cổ luôn thân em chưa tốt tiền đặt rồi nhá, tốt tiền đặt rồi. Hôm nay phải mang mang đi tiệm đi. Ờ tiệm à, nhỏ lắm à, kiểu giặt cho quần áo giặt còn cho khô, còn khô ấy chứ. Ui Trang à, nhá. Em muốn quần áo đỗ hôi không? Có. Như nhỉ? Dạ làm nước dạ. Không. Không. Em đang mong chờ mai trời. Chỉ có một tip. Tip gì? Đó là em pha rượu trắng ấy. Em không có rượu trắng. Nếu mà mua ấy. Thì ấy dùng rượu trắng này với lại pha mới một ít nước, tỷ lệ một một nha, một rượu một nước nha, thôi xì vào đổ là nó đỡ bị ấy luôn. Hôm trước ở chị em xem là trên thử sữa ở cái bán thì đem mấy cái tip hướng dẫn mà gỡ lại hơi còn nó mà cồn ấy thì nó bay hơi nhanh, nó không bắn. Chaitau. Sudung kan tro chuod ho si nut tab de chan fan tu.
Chaitel. Sudung con tro chuo ho si na tab de chan fan tu. Chaitel. Sudung con tro chuo ho si na tab de chan fan tu.
Chị đi chơi mình, chị đi chơi như nào? Chị đi Ba Vì một mình. Chị đã bắt Diêu Ca biết bên đấy. Chị biết đến Sơn Tây, đến chỗ nào anh ta đang rộng. Chị đã bắt đấy, xong rồi đó là đấy mình mua vé là mình đi chơi mình. Sao chị không gửi em với? Giờ thì em bảo nhưng mà để là cái gì đó? Nhà mình. Người làm cổ, sao làm cổ lừa không? Ừ, nhưng mà vé bao nhiêu nhỉ? Vé mấy chục quá? Mấy mấy hai mươi. Tức là... Tức là đi đây. Nào. Hả? Nào. Chị bán đưa ra chị ạ? Nào, nào, nào. Chị Hoa. Thế là như chị ạ? Sáng em hò. Sáng đi chùa về ạ? Thế nhưng mà chị để đâu học chị ạ? Chaitel Sudong Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chaitel Sudong Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Nó đang lên vậy mà nó chốt được nhiều tiền lắm ấy. Một tháng nó cả tiền tiền lương cơ bản nó với cả cái tiền mà chốt chốt sale được ấy. Một tháng lên thì chủ cố mà không đấy chốt sale nhanh lắm. Không vậy là chị làm chị có lương không? Lương ý là ví dụ như kiểu mình không có chốt chốt được đơn nào nhưng mà chị vẫn có lương nào được không? Lương cơ bản đó. Chaitel Sudong Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Thế rồi,
Này nó bớt cay đi một chút này. Chaytel. Sudong con tro chuo ho si na tab de chan fan tu. Nó nhiều vị ấy. Cay vãi. Ơn cái gì nào? Mọi nhà em nó chụp cho cái hoa hồng nhà lắm. Hoa hồng nhà em. Cái hôm em tem về em tưởng nó nở nhưng mà hôm nay em mới thấy mọi nhà em nó chụp. Hôm em đi là nỗi chưa nở cơ. Hở bao nhiêu bông. Ăn một cái miếng mà ít vị lắm. Không đỡ ấy. Chaytel. Sudong con tro chuo ho si na tab de chan fan tu. Chaytel. Sudong con tro chuo ho si na tab de chan fan tu. Chaytel. Sudong con tro chuo ho si na tab de chan fan tu. Chaytel. Sudong con tro chuo ho si na tab de chan fan tu. Chaytel. Sudong con tro chuo ho si na tab de chan fan tu. Đây là trường hợp chú, đồ hoa thế. Đây là cái cạnh, cái cạnh, cái cạnh. Coi chào.
Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Con này nó nghĩ đây là nhà vệ sinh sao, nó ngồi đây đúng rồi ấy. Đây là nhà tắm mà. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. 10.000 cân quần áo. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Chay Tao. Sudung Khan Tro Chuod Ho Si Nut Tab De Chan Phan Tu. Em đúng là em hiểu kia. Chị luôn.
Ăn cái tay này đi, tỉnh luôn. Chịu. Kiểu hôm nay ngủ được 4 tiếng. Kiểu lên lớp thay phụ ngủ cũng được tí. Sáng làm. Mày vào gió đang. Ủa bãi trưởng các bạn em nó mang 2 con thịt bò quay lên. Bỏ lên xong bật cái thịt kia cá cục các thứ giàu có à. Ăn gì ăn chung uống ăn chung uống cân bạn ấy nó cũng nữa nói chị của nó hai chị ở cùng quê mà ở gần nhà đấy. Chaitel Sudan Khan T R O Chu Od Hosi Nut Tab Da Chan Fan Tu. Không, nó rõ mà. Mẹ nói nó hay mẹ nói hay gửi đó lên nó gửi đó ăn trời nó ngon thôi. Nó ăn gì toàn thì là khô là ăn gì mỡ, nó không ăn gì mỡ rồi đấy. Vẫn đúng nhận được. Mỡ bình thường thì em ăn được. Đấy, nhớ đi nguyên đúng không ạ? Chị ăn mô giáo với chị ăn món cháo. Mấy thịt mỡ hay chị ơi, cứu em. Hay em cứ ấy đi rồi, xem nào. Chaitel Sudan Khan T.R.O. Chuod Ho Si Nut Tab Da Chan Fan Tu. Chaitel Sudan Khan T.R.O. Chuod Ho Si Nut Tab Da Chan Fan Tu. Chaitel Sudan Khan T.R.O. Chuod Ho Si Nut Tab Da Chan Fan Tu. Chaitel Sudan Khan T.R.O. Chuod Ho Si Nut Tab Da Chan Fan Tu. Camping. Có chạy ra rồi đấy.
Chơi chơi bạn nào.